tình đồ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tình không thời gian ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn mười địa điểm hiệp hội phật đà giáo dục hồng kông dạo chánh đức phong và huệ trang tập tám mươi chín Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 99 Hàng thứ bảy Từ dưới đến lên đây cũng là đoạn thứ hai trong trang này Tôn giả xá lợi Phất phản ngữ xá lợi Dịch di thu lộ phản ngữ Phất Dịch di tử Cố giết thu tử Nhân mẫu đắc danh Trước hết Giới thiệu tôn giả xá lợi Phất Trong Phật Pháp, Ngài Xá Lệ Phất tượng trưng trí huệ bậc nhất Trong các kinh đại tiểu thừa thường thấy nhắc đến Ngài Hai vị đại đệ tử thường được nhắc đến nhiều nhất là Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên Đại Mục Kiền Liên tượng trưng thần thông bậc nhất trong hết thảy các kinh của Đức Phật đã nói Đều có trí huệ, đều có thần thông Thần thông là thông đạt, hiểu rõ Xá lợi là tiếng Phạn Dịch sang nghĩa tiếng Hán là thu lộ Là tên một loài chim Người qua gọi loài chim ấy là lộ tư Chữ Phất trong tiếng Phạn Dịch sang tiếng Hán là tử vì thế, danh hiệu Xá Lợi Phất dịch sang tiếng Hán là Thu Tử, tức là con bà Thu Lộ, nhân mẫu đắc danh. Kỳ mẫu thân hình đoan chánh, nhãn tịnh như Thu Lộ, nải danh Thu Tử. Nêu ra nguyên do ngày mang tên ấy, mẹ Ngài vô cùng xinh đẹp, vô cùng đoan chánh trang nghiêm đặc biệt là trong mắt vô cùng trong sáng giống như mắt chim thu lộ nên người ta gọi bà là thu lộ và con bà gọi là thu tử vì thì thu lộ chi tử hữu danh châu tử việc biểu kỳ mẫu nhãn tình như châu Hậu danh thân tử biểu mẫu thân đoan chánh tên họ ngài có liên quan đến mẹ mẹ ngài tướng mạo vô cùng đoan trang sa lệ phất tại phật thanh văn đệ tử trung trí huệ đệ nhất Tiếp theo đó là một câu chuyện nhỏ Ở đây bèn tiện dịp nhắc tới Tại mẫu thai thời Năng linh mẫu đắc diệu biển Thắng ư nải cửu châu Hy La Vị này về sau cũng chứng A-la-hán à Trong kinh Lăng Nghiêm có kể câu chuyện này câu của ngài là tôn giả câu hy la biện tài vô ngài chị của vị này là mẹ ngài xá lợi phất mỗi lần biện luận Bà đều cãi thua em trai Người em trai bà ta quả thật rất tài giỏi Nhưng sau khi bà có mang xá lợi Phất Đột nhiên biện tài nâng cao Trên một mức độ to lớn Hãy cùng câu Hy La biện luận Câu Hy La thường thua cuộc Do vậy Ngài nghĩ nói chung đây chẳng phải là biện tài của chị bà ta mang thai đứa bé này nhất định nó là người hết sức có trí huệ ngài nói với chị như vậy sau này quả nhiên chẳng sai đứa bé ấy đúng là trí huệ bậc nhất quý vị thấy phần kế tiếp nêu lên hành trạng của ngài xá Lợi phất bác tuế đăng tọa lên tòa giảng kinh là một tiểu sa di tiểu sa di giảng kinh a la hán đều ở bên cạnh nghe thập luật xuất quốc nghị luận vô song thất nhật chi nội biến đạt phật pháp ở đây biến đạt phật pháp bao hàm ý nghĩa đại triệt đại ngộ mười sáu tuổi vẫn còn là một thiếu niên đã thông đạt tròn khắp phật pháp vì vậy, phàm phu thành Phật. Đúng là trong một niệm. Tại Trung Quốc, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng thông hiểu trọn khắp Phật Pháp lúc 24 tuổi. Còn Ngài Xá Lợi Phất là 16 tuổi. Trong Kinh Đại Thừa Đức Thế Tôn của bộc lộ thân phận của Tôn Giả Ngài là Cổ Phật Tái Lai Cùng với một kiền liên Hai vị ấy đều đã thành Phật Đến thị hiện trong thế gian này Thị hiện làm đệ tử thanh văn của Thích Ca Mâu Ni Phật Đó là các vị Pháp thân đại sĩ Hoặc chư Phật như lai Nên dùng thân gì để độ được bèn hiện thân ấy Các ngài là những người đến giúp đỡ Đúng là một vị Phật ra đời Ngàn vị Phật ủng hộ Từ chỗ này chúng ta có thể thấy điều ấy Những bậc giác ngộ trong Phật Pháp Họ chẳng có ý niệm ham cao chuộng xa chẳng bị ghen ghét chướng ngại pháp duyên của thích ca mâu ni phật chín mùi đến xuất hiện trong thế gian này dưới thân phận là phật ngài xuất hiện một mình có thể độ độ chúng sanh hay chăng lúc ấy sẽ chẳng thể độ Nhất định phải có rất nhiều người phối hợp với Ngài. Đến giúp đỡ, những ai sẽ giúp đỡ. Nhất định là những gì nội hành. Chứ những kẻ lơ mơ ngoài rìa sẽ chẳng thể giúp được. Những gì ấy, tuyệt đại đa số là chư Phật như Lai. Một số ít là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát đều là Địa Thượng Bồ Tát. À, đây就是... Tức là trong 41 địa vị như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, các ngài thuộc tầng lớp cao nhất là Thập Địa Bồ Tát. Chẳng phải là Tam Hiền. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng Được gọi chung là Tam Hiền Tập khí vô thủy vô binh của tam hiện Bồ-Tát vẫn còn nồng đậm, tập địa Bồ-Tát rất mộng. Ngày càng gần với quả gì nhiều giác viên mạng rốt ráo. Các đệ tử Phật là những gì ấy. Chúng ta hiểu rõ, Kinh đã nói tỉ mỉ. Sơ trụ Bồ Tát thì hiện trong lục đạo hay trong mười pháp giới. Có năng lực thì hiện 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Thì hiện thân Phật trong lục đạo để phổ độ chúng sanh. Tất Ca Mâu Ni Phật thì hiện thân Phật Lục tổ huệ năng đại sư thì hiện thân tỳ kheo. Ở đây tôn giả xá lợi phất cũng thì hiện thân tỳ kheo. Chúng ta phải biết phải học tập điều này. Phải có tâm rất quan hỷ, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Tâm giúp cho người khác thành tựu những điều tốt đẹp Người ta làm chuyện tốt đẹp Cần có kẻ khác chạy diệt giặc Cần có người phục vụ Thấy không có ai làm những chuyện đó Thì chúng ta phải đến giúp đỡ Còn có những gì thị hiện làm quốc dương Đại thần trưởng giả Cư sĩ để ngoại hộ Những gì ấy chẳng phải là phạm nhân bổn kinh thuyết thử nhất thiết thế gian năng tính chi pháp duy đại trí giả thủy năng thâm tính bất nghi có liệt thường thủ cẩn thứ kiều trần như ngài được xếp vào thứ hai trong hội này đức thế tôn thuyết pháp gì Pháp môn này là vô thường di diệu pháp trong hết thảy các pháp thế gian lẫn suốt thế gian. Vì sao có thể làm cho chúng sanh chưa đoạn tập khí phiền não thành Phật trong một đời? Đúng là khó tin một phẩm tập khí phiền não chưa đoạn làm sao có thể thành phật ngay trong thân ấy khó tin thì ai có thể tin Thành văn duyên giác bồ tát chẳng tin vì vậy họ phải đi lòng vòng lòng vòng là thụ xuất con đường này là hoành xuất tức là thoát ra ngay từ trong lục đạo quý vị nghĩ thử xem thoát ra theo chiều dọc khó dừng nào quý vị phải trải qua dục giới thiên sắc giới thiên vô sắc giới thiên tứ thiền bát định quý vị còn phải trải qua tứ thánh pháp giới mới có thể thoát ra thanh văn duyên giác bồ tát phật trong tứ thánh pháp giới phải đoạn sạch sành xanh vọng tưởng phân biệt chấp trước mới có thể vượt thoát mười pháp giới chuyện này cần thời gian bao lâu Thời gian lâu chừng nào Kinh Phật thường nói là vô lượng kiếp Trên thực tế Thời gian chẳng phải là một pháp cố định Pháp do Đức Phật nói là duyên dung Đối với vô lượng kiếp Có thể nói là kẻ kém may mắn Sẽ thật sự phải trải vô lượng kiếp Vô lượng kiếp nên nói như thế nào? Nhân đạo trong lục đạo là chỗ mấu chốt. Hệ chuyển biến chỗ đó sẽ nhất định thành Phật trong nhân đạo. Trong lục đạo chưa hề nghe nói Phật có thể thì hiện thân Phật Để thuyết pháp trong đường nào khác Không có Lục đạo chúng sanh có cảm Phật điều ứng Nhưng chẳng thể dùng thân Phật để xuất hiện Chỉ có trong dân gian Nhân gian là mấu chốt Con người tạo tác các thứ nghiệp người tạo thiện nghiệp quả báo là trong ba đường lành vì sao vào trong ba đường lành để tiêu phước báo phước chẳng phải là chuyện tốt người thế gian nghĩ nó là chuyện tốt đẹp nhưng người tu đạo biết đó chẳng phải là chuyện tốt Tạo tác hết thể nghiệp bất thiện thì sao? Vào trong tam ác đạo để tiêu nghiệp bất thiện. Do vậy, quý vị biết nhân gian. Cõi trời lục đạo, luân hồi, nói xuyên suốt là chẳng qua để tiêu nghiệp mà thôi. Nếu quý vị chẳng tạo nghiệp, lục đạo sẽ chẳng có quý vị vĩnh viễn thoát liền lục đạo thật đó chẳng giả tí nào chẳng tạo chấp trước như kinh hoa nghiêm đã nói tức là chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian đoạn kiến tư phiền não lục đạo bèn chẳng còn lục đạo không có tứ thánh pháp giới sẽ hiện tiền vẫn là bốn tầng bậc thấp nhất là thanh văn a la hán ở nơi ấy toàn bộ đều là a la hán lên cao hơn là bích chi phật lên cao hơn nữa bồ tát lên cao hơn nữa là phật phật ở đây là phật trong mười pháp giới trong tịnh độ tứ thánh pháp giới được gọi là cõi phương tiện hữu dư Lục đạo được gọi là cõi phàm thánh đồng cư vượt thoát mười pháp giới mới là cõi thật báo trang nghiêm những cõi ấy do đâu mà có toàn là do tâm của chính mình biến hiện phải nhớ điều này Bốn cõi, mười pháp giới Toàn là do tâm hiện thức biến Ngoài tâm không có pháp Ngoài pháp chẳng có tâm Thật đó chẳng giả đâu Chính mình biến hiện cho chính mình thụ dụng Ngay cả địa ngục A Tỳ Cũng cho chính mình biến hiện tâm hành quý vị bất thiện bèn biến hiện cảnh giới ấy quý vị đến đó chịu khổ đó là tự làm tự chịu vì vậy hiểu đạo lý này chúng ta bèn hiểu rõ ý niệm có quan hệ quá lớn khởi tâm động niệm Chớ nên có ác niệm Ác niệm là phiền não Đừng nên sanh phiền não Sanh phiền não sẽ có quả báo Chẳng phải là sanh xong rồi thôi Dẫu thân và miệng chúng ta chưa làm Mới dấy lên một niệm Niệm ấy đã kết thành nghiệp Chẳng cần đến thân và miệng Hãy khởi tâm động niệm Quý vị đã tạo nghiệp à, Trong a lại gia Có chủng tử của nghiệp tập ấy Gặp duyên Quả báo sẽ hiện tiền Do vậy, chẳng đoạn một phẩm phiền não Cớ sao có thể thành Phật Há có đạo lý ấy Ngay cả tu đạo hoàng Mà còn chưa đạt được Làm sao có thể thành Phật cho được Thật đấy Trong cõi phạm thánh đồng cư Của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Chưa đoạn phiền não Chữ phiền não ở đây Nhằm nói tới kiến tư phiền não chưa đoạn sanh đến thế giới cực lạc, dẫu là hạ à hạ phẩm giảng sanh trong cõi phạm thánh đồng kia. Vẫn là A-duy Diệt Trí Bồ-Tát. Trong lời nguyện thứ 12, A-di-đà Phật đã nói như vậy. A-di-đà Phật chẳng nói lời giả. À, A Duy Diệt tí là Bồ Tát như thế nào? Bồ Tát đã đạt ba món bất thoái Chúng ta biết gì bất thoái Vừa mới chứng đắc gì bất thoái Là Tu Đà Hoàng Do vậy Tu Đà Hoàng là Thánh Nhân Tuy là vị Thánh nhỏ nhoi Mới đoạn hết tám mươi tám phẩm kiến quạt chứng gì bất thoái gì bất thoái là gì chẳng lui sụp thành phạm phu chẳng đọa trong tam ác đạo tuy chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi vì ấy đã được đảm bảo chẳng đọa trong tam dục bảy lần sinh tử trong cõi trời hay trong dân gian Bất luận có Phật xuất hiện trên thế gian hay không Vì ấy đều có thể chứng đắc quả a à la hán Luôn có thể chứng quả Cũng tức là Tuy vì ấy chưa vượt thoát lục đạo luân hồi Ngài là thánh nhân Chẳng phải là phạm nhân Vì bất thoái mà Hành bất thoái là Bồ Tát Bồ Tát phát bồ đề tâm hành bèn chẳng thoái chẳng phát bồ đề tâm sẽ thoái chuyển bồ đề tâm chẳng dễ phát Đề gì cao nhất là niệm bất thoái Chúng ta thường nói niệm bất thoái Là một mục tiêu, một phương hướng Dũng mạnh tinh tấn Đó là ai? Pháp thân Bồ Tát vượt thoát Mười Pháp giới Từ giáo Pháp Đại Thừa Chúng ta thấy chân tướng sự thật ấy Mới hiểu Pháp môn này thật sự khó tin Thật sự khó tin Nhưng chúng ta tin Chúng ta tin vào khái niệm ấy Có đúng hay không? Lòng tin ấy có tầng cấp Quý vị thấy Phạm dân chúng ta thường nói mê tính chánh tính và chân tính tức là ba cấp bậc kẻ mê tính đông đảo thấy kẻ khác tin nên chúng ta cũng tin trong kinh luận tịnh độ rốt cuộc giảng lý luận gì không biết do không biết nên gọi là mê tín quý vị thật sự hiểu rõ ràng minh bạch kinh giáo thì gọi là chánh tính chánh tính vẫn chưa phải là chân tính tuy hiểu minh bạch rõ ràng vẫn chưa muốn sanh về vẫn còn rất lưu luyến thế gian này đó chẳng phải là chân tính chẳng thể nói quý vị mê tín vì quý vị thật sự hiểu rõ ràng minh bạch khi nào tình chấp của quý vị đối với lục đạo cõi trời dân gian đều buông xuống hết quý vị sẽ thật sự tin tưởng chỉ có người chân tính mới có thể thành tựu trong một đời. Vì sao? Người ấy chắc chắn giảng sanh. Nếu quý vị hỏi, vì sao người ấy có thể chắc chắn giảng sanh? Người ấy chẳng hề có mảy may dướng mắt thế gian này. Đạo lý là như thế đó. Không ai chứa ngại quý vị, mà là chính mình chứ ngại chính mình. Vì sao quý vị vẫn tham luyến thế gian này? nói thật ra do tập khí đó. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc gọi tập khí là tập tánh. Bổn tánh vốn thiện, tập tánh bất thiện. Tập tánh là từ vô thủy kiếp cho tới nay, đời đời kiếp kiếp dưỡng thành. Chẳng phải chỉ trong một đời này Mà là đời đời kiếp kiếp Rất phiền phức Do vậy Phải có tâm dũng mạnh Mới có thể đoạn đức chuyện ấy Cắt đức hoàn toàn Thật sự nhận biết Tây Phương cực lạc thế giới Mãi may hoài nghi đều không có quyết tâm sanh về thế giới cực lạc trước để thân cận a di đà phật thân cận để làm gì một mục tiêu là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh trong hội của a di đà phật tới thế giới cực lạc để làm chuyện ấy triệt ngộ thì quý vị sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm trong tây phương cực lạc thế giới nhưng thế giới cực lạc rất kỳ diệu bốn cõi chẳng chướng ngại bốn cõi dung hồi cùng một chỗ đó là chỗ chẳng thể nghĩ bằng tất cả thế tôn cũng có bốn cõi nhưng bốn cõi của ngài có chiều không gian khác nhau ngài ngự trong cõi thật báo Pháp thân Bồ Tát trong cõi thật báo biết chúng ta tồn tại. Nhưng chúng ta chẳng biết các ngài ở đâu. Đó là có chướng ngài. Không chỉ lý sự chướng ngài, mà còn là sự sự chướng ngài. Nhưng trong cõi thật báo, bèn hoàn toàn đột phá, những chướng ngại ấy trong cõi phương tiện lý sự vô ngại nhưng sự sự có ngại tới cõi thật báo hết thể chướng ngại đều không có trong đời này chúng ta có duyên phận thù thắng như vậy cho thấy thiện căn trong đời quá khứ sâu dày nếu chẳng phải là thiện căn rất sâu dày quý vị làm sao có thể gặp gỡ pháp môn này người học phật đông lắm nhưng mấy kẻ gặp gỡ pháp môn này khi gặp gỡ có nhận biết hay không có liễu giải hay chăng nhận biết liễu giải Thật sự liễu giải Chẳng ai không phát tâm Phát nhất niệm tâm Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tâm ấy được gọi là Vô Thượng Bồ Đề Tâm Trong Di Đà Kinh Yếu Giải Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng như vậy Ấn Quang Đại Sư đọc câu ấy Bội phục năm dốc sát đất Bảo Chẳng phải là bậc tái lai sẽ chẳng thể thốt lên lời ấy. Chúng ta hiểu Bồ Đề Tâm Nói theo cách hiện thời Bồ Đề Tâm Là trọn đủ chân thành Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Nhất niệm chân tâm hướng tới tịnh độ Năm thứ ấy thảy đều trọn đủ Vì vậy danh tự của Ngài sẽ Lệ Phất được ghi ở đây Nhằm nói rõ Chẳng phải là đại trí huệ Thì làm sao có thể tin tưởng sâu đậm Chẳng nghi ngờ pháp môn này Danh liệt đệ nhị Đệ nhất đương nhiên quan trọng hơn Trong phần trước chúng ta đã học Vì thứ nhất là tôn giả Kiều Trần Như Tôn giả Kiều Trần Như tượng trưng cho đệ tử bậc nhất của Đức Thế Tùng Tại Lộc Giả Quyện Thích Ca Mô Ni Phật vừa mới thuyết pháp tại lộc giả quyển độ năm tỳ kheo ngài là người đầu tiên chứng a la hán nói rõ pháp môn này là pháp thành phật bậc nhất chẳng phải là chứng a la hán mà là thành phật bậc nhất vì thế tên của ngài được xếp vào bậc nhất chúng ta lại xem vị thứ ba tôn giả đại mục kiền liên tức a di đà kinh trung maha mục kiền liên maha là tiếng phạn dịch sang nghĩa tiếng hán là đại maha có nghĩa là lớn mục kiền liên thị tánh dịch di mục kiện liên là tiếng phạn về sang chữ hán có nghĩa là tán tụng thông thường rất ít nhắc đến ý nghĩa này mà nói là thái thục lai bạc căng đẳng đó mới là ý nghĩa gốc trong tiếng phạn. Nêu ra nguyên do danh xưng của dòng họ ngài, thuộc, thuộc loại đậu, chúng ta thường gọi lai bạc là la bạc, lai Chúng ta biết dòng họ của Ngài là nông dân Nhìn từ ý nghĩa này Này chúng ta nói họ là Thái Nông Tức nông dân trồng rau Hiện nay Kỳ tộc xuất gia dân đa Cố ư tôn giả tánh thị Quán vĩ đại tự Giết đại thái thục Dĩ giảng biệt chi Thời cũ Nông dân rất khổ cực Cũng chẳng thể rất giàu có Người Trung Quốc bảo Nhờ trời ký biến ăn Chắc chắn họ là người thật thà thuần phát Người đến thế gian này Xuất hiện trong thế gian này Để theo đuổi công việc ấy Suốt đời làm việc Ít tạo bất thiện nghiệp Thiện nghiệp tích lũy dần dần thiện nghiệp là gì những nhà nông ấy trồng trọt thâu hoạch mùa màng nuôi sống hết thảy đại chúng trong xã hội âm thầm cày cấy con người có tập khí này, động vật cũng có tập khí này. họ chỉ mong mùa màng sung túc. hàng ngày đều nghĩ tới chuyện ấy, vì thế đối với nghề nghiệp này có thể là cả mấy đời đều làm nghề ấy, chẳng nghĩ đổi nghề mà cũng có thể là hoàn cảnh khách quan cũng không cho phép do đức phật nói có thể các pháp sanh từ tâm tưởng chúng ta có thể lý giải dòng họ ấy có nhiều người xuất gia chắc chắn là xuất gia tu hành thành tựu thù thắng mọi người thấy vậy nhất định rất hâm mộ có mấy vị thành tựu sẽ khơi gợi rất nhiều người học tập theo như vậy trong danh xưng của tôn giả phải thêm chữ đại vào trước chữ mục kiền liên để phân biệt gọi đại mục kiền liên là tôn xưng ngài Kỳ danh Di Câu Luật Đà Phụ Di Tướng Quốc à, tại đó, Chúng ta biết, biết Thọ ấy Trung Quốc chưa thống nhất à, Đời Châu có 800 chư hầu à, Đều là những bộ lạc nhỏ à, Ấn Độ cũng giống như thế Cha của Thích Ca mâu Ni Phật là quốc dương Tức quốc dương nước Ca Tỳ La Dệ Nước này hiện thời thuộc địa bàn nước Ni Bạc Nhĩ Dấu tích xưa hãy còn Đến Ấn Độ Triều Thánh Rất nhiều người nhất định đến thăm nơi Thích Ca Mâu Ni Phật Giáng Sành nước ấy không lớn nói chung còn nhỏ hơn một quyền hiện thời một hương một trấn của chúng ta hiện thời vào thuở ấy là một tiểu quốc cha của ngài đại mục kiền liên làm tướng quốc cũng là trợ thủ của quốc dương có thân phận giống như tổng lý hiện thời dùng câu luật đà thủ thần kỳ cầu đắc tử nhân dĩ danh chi cha ngài cầu con từ thần cây kết quả sinh được một con trai nên dùng chữ câu luật đà để đặt tên Ưu Phật đệ tử thần thông đệ nhất. Trong các vị đệ tử Đức Phật, Ngài có thần thông đệ nhất. Các đệ tử Đức Phật có thần thông nhưng không bộc lộ. Riêng Ngài thường thể hiện thần thông. Nhưng trong kinh giáo, Tích Ca Môn Ni Phật dạy chúng ta chẳng được dùng thần thông để làm phật sự vì sao nếu dùng thần thông để làm phật sự sẽ có kẻ giả mạo phật bồ tát sẽ có chuyện ấy phát sinh yêu ma quỷ quái đều có thần thông đức phật dùng giảng kinh giáo học bọn chúng sẽ chẳng có cách nào đức phật dùng giới luật giảng kinh giáo học dùng các phương pháp ấy để giáo hóa chúng sanh đó là chánh pháp tồn tại trong thế gian tà môn ngoại đạo chẳng thể làm được Trong trí độ luận Có mấy câu như thế này Như xá lợi Phất Ư trí huệ trung đệ nhất Một kiện liên thần túc đệ nhất người trung quốc thường gọi thần túc là thông linh thuộc loại cảm ứng trong sáu thứ thần thông thần túc thông cao nhất có thể phi hành biến hóa người qua đọc tay du ký thấy tôn ngộ không thì hiện thần thông bất quá thần thông rất bé quý vị thấy sách viết hắn chỉ có 72 phép biến hóa Đúng ra 72 chẳng phải là con số Nếu là con số Năng lực của hắn vô cùng hữu hạn Nếu nói theo ý nghĩa biểu thị Pháp Sẽ nói thông suốt Thần thông rộng lớn Đúng là tự tại vô ngại Trong các đệ tử Đức Phật Một kiền liên có năng lực ấy Hữu xa lợi Phật Thì Phật hữu Pháp, diện đệ tử Một kiện liên Thì Phật Để tả diện đệ, đệ tử Bên phải là trí huệ Bên trái là thần thông Trí huệ và thần thông hợp lại Bèn viên mạng Năng lực giáo hóa chúng sanh đúng là tự tại vô ngại Tôn giả thần thông thậm quảng Lệ như cử nhất thành thích chủng Thượng thăng phạm thiên Chuyện này là do lưu ly dương diệt dòng họ thích ca đương nhiên đức thế tôn cũng rất đau buồn nhưng không có hành động gì vì sao thích ca mô đi phật biết đó là nhân quả Quá khứ tạo tác cái nhân bất thiện Đời này nhất định phải chịu quả báo ấy Không thể tránh được Ngài Mục Kiền Liên Không biết cái nhân ấy Thì cái nhân ấy nhất định là đã rất lâu Vì như thường nói A-la-hán Có thể biết 500 đời quá khứ và năm trăm đời vị lai chuyện này chắc chắn phải lâu hơn năm trăm đời nên sức thần thông của a la hán chẳng thấu đạt đức phật biết hiểu rất rõ ràng khuyên dạy người trong họ hãy tránh né do lẽ đó khi ấy Ngài Mục Kiền Liên Bèn cứu 500 người Đặt trong bát Đem bác ấy lên cõi Đại Phạm Thiên Đại Phạm Thiên là sơ thiền Đặt ở nơi ấy Để lánh nạn Chờ cho chuyện ấy qua đi còn dòng họ thích ca thì sao nghe lời thích ca moni phật một nhóm bỏ trốn nhóm này trốn sang tây tạng vì nepal ở phía nam núi himalaya vượt sang bên kia núi là tây tạng sau khi họ trốn tới tây tạng từ đấy chẳng còn trở lại nữa vì thế dòng họ thích ca còn có một chi họ hiện đang sống ở vùng hầu tạc năm xưa chương gia đại sư kể cho tôi biết chuyện này ngài một kiền liên cứu những người ấy đưa lên đại phạm thiên tất cả mâu đi phật bảo ngài ông hãy đi xem coi người trong bác hiện thời như thế nào ngài lên xem hoàn toàn quá thành máu loãng không ai còn sống đức phật dạy định nghiệp phật cũng chẳng có năng lực xoay chuyển những sự thị hiện này cũng nhằm bảo chúng ta chúng ta là người thật sự học phật sống trong thế gian này từng ly từng tí bất luận thuận cảnh nghịch cảnh thiện duyên ác duyên thảy đều là chư phật như lai đang thị hiện hay 53 lần tham học của thiện tài đồng tử cách nghĩ như vậy quyết định là chính xác thể hiện điều gì vậy quý vị giết người khác chắc chắn người ta sẽ giết quý vị Quán hận chẳng giải trừ Đời đời kiếp kiếp Quang quang tương báo chẳng xong Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên người trong họ Nhất định đừng chống lại tỳ lưu ly Trở nên có quán hận Món nợ ấy đến đây kết liễu Sau này chẳng còn đối địch nữa Điều ấy chắc chắn là chính xác Mấy ai có trí huệ như vậy Thấy địch thủ đến xâm phạm mà chẳng chống cự Chỉ có Phật Pháp biết Chiến tranh ác phải có nhân Có cuộc chiến tranh nào Mà chẳng do cái nhân trước đó gây ra hay chăng không thể nào có chuyện ấy Chúng ta biết quá khứ đã tạo tác tội nghiệp Những người bị sát hại trong chiến tranh Nếu chẳng giết người Mà bị kẻ khác giết Sẽ sanh lên trời Chẳng đọa tam đồ kẻ sát nhân có tội trong tương lai đọa tam độ quý vị thấy kẻ ấy đọa tam độ đưa quý vị sinh lên trời đức phật thấy rõ ràng chuyện này a la hán bồ tát thấy rõ ràng trốn chẳng được Giết người phải đền mạng Thiếu nợ phải trả tiền Trốn chẳng được Thiếu nợ bèn quan hỷ trả nợ Cách trả nợ cũng khác nhau Có lúc quý vị cho kẻ khác mượn tiền hắn chẳng trả lại có thể là gì kiếp trước quý vị đã vay tiền hắn sau khi mượn quý vị chẳng trả nên kẻ ấy cũng lấy lại bằng cùng một cách vậy thì sao hoan hỷ cho nên ghim chuyện này trong lòng nữa coi như thiếu nợ hắn đưa cho hắn nếu chẳng phải là thiếu nợ hắn đời sau hắn phải trả lại cho quý vị Chúng ta có muốn như vậy hay không? Chớ nên vì sao? Nếu muốn, quý vị vẫn phải luân hồi. Quý vị chẳng luân hồi, hai bên chẳng gặp nhau, không thể kháo gỡ được. Quý vị có chịu luân hồi nữa hay không? Nếu chẳng muốn luân hồi nữa, nay ta sang thế giới cực lạc làm Phật. Hãy một nét bút sổ tuệ. Thiếu hắn, bèn trả cho hắn. Chẳng thiếu hắn thì chẳng cần đến nữa. Tặng cho hắn như vậy là xong. Điều gì cũng chẳng cần so đó. Buông xuống dạng duyên, chúng ta mới tới thế giới cực lạc được. Chỉ cần có một chuyện, một mảy may dướng mắt sẽ chẳng xong. Vì thế, nay chúng ta sống trên thế gian này, bất luận cái nào đối xử với ta ra sao, chúng ta đều phải tiếp nhận Chớ nên có chút ý kiến nào Sao cũng được Chuyện gì cũng đều gật đầu Đó là gì? Đó là đại đạo để chúng ta về Tây Phương thành Phật Nếu chuyện tí tẹo mà vẫn so đo Thì mỗi ngày Mười dạng câu Phật hiệu Vẫn chẳng đáng trông cậy Tới lúc đó quý vị không đi được một niềm cuối cùng vẫn so đo cùng kẻ khác còn làm sao được nữa chúng ta nói học phật có tiến bộ tiến bộ là gì hết thảy đều chẳng so đo điều gì thấy cũng chấp nhận được điều gì cũng đều tốt đẹp đó là tiến bộ Đây là một ví dụ về thần thông của Ngài Mục Kiền Liên. Tiếp đó, lại nói đến ví dụ thứ hai, ngoại đạo Di Sơn chế chi bất động. Có thể dời núi hay không? Có thể dời núi lắp biển. Hiện thời dùng máy móc. Xưa kia thật sự có thể dùng pháp thuật để thực hiện Hiện tại các nhà lương tử lực bảo chúng ta Nếu ý niệm của con người có thể thật sự tập trung tại một chỗ Sức mạnh của nó sẽ chẳng thể nghĩ bằng Nói theo lý luận là cảnh chuyển theo tâm vì thế trên địa cầu có tai nạn chúng ta là những kẻ sống trên đó sức một người chẳng đủ nhưng ý thức của tập thể sẽ có sức mạnh to lớn bao nhiêu người có thể là mấy chục người hoặc một trăm người sức mạnh ấy vô cùng đáng kể chúng ta thấy một thí dụ thực tế từ tiến sĩ giang bổn thắng của nhật bản hồ tì bà là một eo biển trong khoảng hơn 20 năm eo biển ấy rất bẩn thiệu mùi gì rất khó ngửi Ông ta tìm hơn một trăm người Dùng phương pháp kỳ đảo Kỳ đảo Là tập trung ý niệm Tìm một vị lão hòa thượng cầm đầu mọi người Văn kỳ đảo rất đơn giản Nước hồ trong sạch Ta yêu mến người Quý vị thấy Một câu nói đơn giản dường ấy Khiến cho mọi người Thấy đều buông xuống ý niệm Trong tâm tưởng ý niệm ấy Miệng đọc câu ấy Nước hồ trong sạch Hơn một trăm người Nước hồ trong sạch Ta yêu mến người đọc câu này tiếp nối câu kia tập trung ý niệm suốt một giờ làm suốt một giờ quả nhiên ba ngày sau nước eo biển ấy thật sự sạch sẽ chẳng còn mùi hôi truyền thông và tv nhật bản đều đăng tin giữ được nửa năm để trở lại tình trạng cũ lại dơ bẩn tôi bảo ông ta tốt nhất là cứ hai tháng quý vị tới đó cầu nguyện một lần Cái eo biển ấy nói chung sẽ sẽ có thể suốt năm chẳng dơ bẩn, chẳng có mùi hôi. Vì thế, cầu đảo hữu dụng. Những kinh sám Phật sự trong Phật môn chúng ta, kể cả tam thời hệ niệm do chúng tôi đề xướng đều thuộc loại này. Nhưng loại này chỉ đằng ngọn, chứ chẳng trị tận gốc. Trị tận gốc là phải chuyển biến ý niệm của chúng ta Đoạn hết thảy ác Tu hết thảy thiện Đó là trị tận gốc Trị tận gốc mới có năng lượng Quá giải nhiều tai nạn trên địa cầu Trị tận gốc đòi hỏi giáo dục Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả tôn giáo sẽ có thể làm được. Ngài Mục Kiền Liên có thể dùng pháp thuật để chế ngự, khiến núi ấy bất động. Ngoại đạo dời núi nhưng chẳng dời được. Vì Ngài Mục Kiền Liên đã dặn xuống. Tiếp đó nói cặp hàng phục độc lông đẳng đẳng đang dĩ cụ thuật Sự tích thần thông của Ngài rất nhiều Miệng rồng nhả hơi độc tổn hại con người Ngài có năng lực bắt nó hàng phục đây là nêu ra rất nhiều thí dụ về thần thông vì sao đức phật cần có đệ tử như vậy trong khi hướng dẫn giáo hóa chúng sanh có những lúc cần phải dùng đến bản thân Đức Phật chẳng hiện thần thông thần thông của Đức Phật to hơn một kiền liên nhưng chẳng hiện mà đến ngày một kiền liên thị hiện khiến cho hết thảy đại chúng từ bản thân của đệ tử Phật sẽ liễu giải chính mình sẵn có năng lượng chẳng hạn chế đó là bản năng trong tự tánh là tính đức của tự tánh lại xem vị thứ ba tôn giả ca diếp ca diếp tánh giả thử dịch di quy hoặc ẩm quan danh tất ba là việc thụ danh cũng là tên một loài cây nhân phụ mẫu đảo ư cai thụ thần nhi sanh cố dụng dĩ di danh. Vì này Đại diện Cho người truyền pháp Của Tông Môn Phật Pháp phân chia tổng quát thì có hai chi phái một là tông môn hai là giáo hạ ngài ca diếp truyền thiền tông ngài a nan truyền giáo hạ bốn mươi chín năm giáo học dùng hai phương pháp ấy Đức Phật dạy Kẻ thường thường căn học thiền Còn đối với kẻ trung hạ căn Đức Phật dạy họ học giáo Thỏa ấy Có hai loại căn tánh như thế Này chúng ta gọi Người thường thường căn Là học trò thiên tài ngộ tánh đặc biệt cao thật sự là nghe một ngộ cả ngàn loại học trò này rất dễ dạy giống như ngài đại ca diếp là nghe một ngộ cả ngàn ba căn thường trung hạ giống như chúng ta đi học trong nhà trường hiện thời từ tiểu học trung học đại học Tiến dần theo thứ tự Quý vị thấy Đức Phật suốt đời giảng kinh Lúc Đại Triệt Đại Ngộ Giảng bộ kinh đầu tiên là Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm Kinh Giảng kinh ấy trong định Người thế gian chúng ta không thấy Người thế gian thấy Thích Ca mâu Ni Phật Ở dưới cội tức bát là tức là loại cây hiện thời gọi là cây bồ đề ngài nhập định dưới cội cây kinh chép là 14 ngày cũng có kinh nói là 21 ngày đức phật nhập định dưới cội cây ai biết ngài đang giảng kinh qua nghiêm tại đó vì vậy hiện thời đam truyền tiểu thừa chẳng thừa nhận có đại thừa họ bảo đại thừa chẳng phải do đức phật nói họ thừa nhận đại thừa phật pháp do ai tạo long thọ bồ tát tiểu thừa cho rằng kinh hoa nghiêm do long thọ bồ tát giảng chẳng phải do đức Phật nói, sau khi đức Phật diệt độ 600 năm, tại Ấn Độ xuất hiện ngài Long Thọ. Trong kinh đức Phật có tiên đoán, có bài kệ tiên đoán. Đến lúc ấy sẽ xuất hiện ngài Long Thọ là sơ địa Bồ Tát. Ngài quá thật thông minh. Trong ba tháng Thông đạt hết thảy các Pháp Đối với các Pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Trong 49 năm Ngài học xong trong ba tháng Vậy là tâm ngào màng dấy lên Cảm thấy trọn cấp Ấn Độ Hiện thời nói là cả thế giới Chẳng ai có thể hơn nổi chính mình Do vậy đại long bồ tát đại long là đẳng giác bồ tát những ngày long thọ vào trong cung rồng đến cung rồng thấy đại phương quảng phật qua nghiêm kinh do thích ca mâu ni phật lúc mới thành đạo đã giảng trong đình suốt 14 ngày phân lượng bao nhiêu Mười tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ Một tứ thiên hạ di trần phẩm Ngài vừa nhìn bèn choáng giang Tập khí ngạo mạn ngay lập tức chẳng còn nữa Những thứ Ngài đã học quá ít Vì sao? Trong định Thời gian và không gian đều chẳng có vì thế, một niệm có thể triển khai thành vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp có thể rút gọn thành một niệm. <laughs> Long Thọ Bồ Tát đến nhìn, lại xem đến Trung Bổn Hoa Nghiêm. Nhân gian vẫn chưa thể tiếp nhận phân lượng quá lớn. Lại xem tới hạ bụng Trung bụng giống như bản tin qua Hạ bụng là một lục đề yếu Ngài thấy bạn ấy được mười dạng bài kệ, bốn mươi phẩm, bèn lưu truyền bộ này trong nhân gian. người ta rất tài giỏi, sau khi đọc xong một lần có thể ghi nhớ toàn bộ. vì thế kinh qua nghiêm do ngài chuyển thuật. Đương nhiên Ngài chẳng thêm một chữ nào vào kinh văn Ngài có thể tụng thuộc lòng Kinh Hoa Nghiêm do Ngài truyền Vì thế Nam truyền Phật giáo chẳng thừa nhận Cho kinh ấy do chính Long Thọ Bồ Tát soạn ra Mạo nhận danh nghĩa Thích Ca Mâu Ni Phật để lưu thông Đại thừa và tiểu thừa Cách biệt hơn một ngàn năm Mà cũng chẳng kính phục nhau Đại thừa coi thường tiểu thừa Tiểu thừa nói đại thừa chẳng đúng pháp Giả chất, chẳng thật Chúng ta nói theo lục hòa kính Đó là bất hòa Đại thừa và tiểu thừa bất hòa Đều do Thích Ca Bồ Ni Phật truyền lại Mà quý vị thấy con cháu đời sau bất hòa Trên thực tế, nếu đều học, vấn đề bạn có thể giải quyết. Trở nên dạch giới hạn, không chịu học tập, đó là trật mất rồi. Nếu đều chịu học tập, sẽ có thể dung thông. Nam truyền tiểu thừa khá chấp trước. Năm xưa hình như là lần thứ hai hay lần thứ ba tôi sang Cát Long Ba. Gặp một Pháp Sư Tiểu Thừa rất có tiếng tâm tại Nam Dương. Bước đến hỏi tôi. Chết móc Thích Ca Mâu Ni Phật rất chẳng phục. Tôi hỏi vì sao? Ông ta nói Đức Phật đã nói, nếu ngài chẳng độ hết chúng sanh sẽ chẳng thành Phật. Nay tôi vẫn chưa thành Phật, cớ sao ngài thành Phật trước? Dặn hỏi tôi chuyện như thế. Tôi nói Thổ Phật tài thế, ngài đã độ hết các chúng sanh. Thật sự đã độ hết Ông cũng đã được ngày độ rồi Ông ta ngơ ngác Độ tôi như thế nào Ngày nay ông luôn miệng nói đến Phật Trong A là gia thức của ông đã có Phật Ông có biết hay không Đức Phật do độ chúng sanh Nên đến thế gian này Chẳng phải là đã nói rất rõ ràng ư ừ. Độ chúng sanh căn cơ chính mũi ông chưa chín mùi giống như trồng cây trồng một cây đào chẳng hạn tôi xách vỏ tới trước cây ấy hái trái đào tôi hái quả đào đương nhiên hái quả chín trước trái nào chín trước tôi bẻ lấy trái chưa chín bèn đợi hai hôm sau tôi nói ông vẫn chưa chín mùi lại qua hai ba đời sau ông sẽ chín mùi sẽ được hái đi chẳng phải là công độ ông mà do ông chưa chín mùi vì sao chưa chín mùi Thấy ông hời hợt bộp chọp chẳng phục Đương nhiên biết ông chưa chín mùi Hệ chính Đức Phật sẽ đến độ ông Đó là lời thật Phật đầu chúng sanh quả thật là như vậy Căn cơ chín mùi Sẽ giúp cho quý vị thành Phật Chưa chín mùi Sẽ giúp quý vị chín mùi nếu không có thiện căn sẽ giúp quý vị gieo thiện căn Chia ra khá nhiều tầng lớp Mỗi lần ngày đến Đều là độ khắp ba căn Lợi căn lẫn độn căn đều gồm thâu Thật sự chẳng sót một ai Hiện thời trên thế giới này Rất nhiều người chẳng tin Phật Bài xích Phật giáo Quý vị nói xem Phật có độ họ hay không Thảy đều đắc độ Vì sao? Trong đầu họ có một chữ Phật Miệng họ có thể nói đến chữ Phật Đó là đắc độ Do đã có chủng tử Phật trong a lai gia thích Quỷ bán Phật, hãm hại Phật Trong tương lai thảy đều được độ Kinh Đại Thừa thường nói như thế tiếp đó sách chú giải trích dẫn pháp hoa văn cú pháp hoa văn cú do trí giả đại sư soạn kỳ tiên đại học đạo đây là nói về tổ tiên của tôn giả ca diếp tổ tiên ngài học đạo linh quy phụ tiên đồ dĩ ứng tùng đức mạng tộc cố dân quy thị có chuyện như thế đấy Vì thế tổ tông của Ngài gọi bộ tộc của mình là Ca Diếp Ca Diếp là tiếng Phạn Hữu dân ẩm quan Nhân ư Tì bà thi Phật thời Đây là thời gian xa xưa Ngài là vị Phật thứ nhất trong bảy vị Phật quá khứ. Trong thời Tỳ Bà Thi Phật, Đức Thế Tôn là Bồ Tát, đã có thành tựu kha khá. Từ Kinh Phật, chúng ta đọc thấy Trước khi thành Phật Bồ Tát nhất định phải dùng thời gian 100 kiếp Để tu tướng hảo Đó chẳng phải là chấp tướng Tướng hảo thuộc về phước báo Thành Phật là trí huệ Trí huệ viên mãn Nhưng phước báo chưa viên mãn sẽ không được Khi quý vị đồ chúng sanh sẽ có chướng ngại nếu phước báo rất viên mạng Người ta trông thấy ai nấy đều ưa thích quý vị Muốn tiếp xúc quý vị Sẽ độ họ dễ dàng Nếu vừa nhìn liền chán ghét tránh xa quý vị Quý vị chẳng thể độ họ được Vì thế tướng hảo là một loại phương tiện nhằm tiếp dẫn chúng sanh Quý vị thấy Thị hiện kiểu ấy Không khác gì Chỉ là thị hiện nhằm dạy chúng ta chẳng thể không tu phước phước huệ viên mãn mới gọi là phật có huệ thiếu phước chẳng được có phước thiếu huệ cũng không được nhất định phải là phước huệ viên mãn biểu thị ý nghĩa này vào thuở đó tức nhằm thời tỳ bà thi phật tôn giả ca diếp di giả kim sư này chúng ta gọi là người làm đồ trang sức giống như người hành nghề làm các món trang sức bằng vàng hiện thời trên đường phố hương cảng chúng ta thường thấy tiệm châu đại phước bán đồ trang sức Kinh doanh ngành vàng bạc trang sức Tôn giả là thợ kim quạt Giữ nhất bằng nữ Cộng dĩ hoàng kim trang nghiêm Phật tượng Dùng vàng rồng trang nghiêm tượng Phật Tức là thép vàng Dùng những mảnh vàng để thép tượng Phật Tự dĩ dĩ lai cửu thập nhất kiếp Thân như hoàng kim Quan sắc quảng diệu Hiểm tế dư sắc Cố danh ẩm quan Từ ấy tới nay Trong 91 kiếp Ngài đạt được quả báo Quý vị thấy dùng vàng rồng cúng dường Phật Cúng dường Phật là gì? Trang hoàng tượng Phật thếp vàng tượng phật hiện thời tại thái lan tập quán này cũng rất phổ biến tại thái lan đối với những tượng phật được thờ bên ngoài chùa bên cạnh có bán vàng lá có rất nhiều người đến mua mua xong tự mình thếp vàng đó là do có điển cố vậy vì thế tôn giả được quả báo thân kim sắc đắc quả báo ấy Kim sắc của quang minh Màu sắc quang minh chói người rất mạnh Che lấp phủ trùm các sắc khác Do đó gọi là ẩm quang Ẩm giống như nước Quang thốn chi sắc Tức ẩm quang nghĩa Ở đây trọng yếu nhất là Ngài Ca Diếp biểu thị thiền tịnh bất nhị trong kinh đại tập thích ca mâu ni phật có nói một câu xưng niệm một câu nam mô a di đà phật là tu gì chính là tu vô thượng thâm diệu thiền Thích Ca Mâu Đi Phật bảo Niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền Mục tiêu chung cực của thiền Là minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Mục tiêu chung cực của niệm Phật Cũng là điều ấy Chỉ là tới Tây Phương cực lạc thế giới Trong hội của A-di-đà Phật sẽ chứng đắc viên mãn rốt ráo. Điều này cũng có nghĩa là tu hành trong thế giới xa bà có quá nhiều chứng duyên, quá nhiều chứng ngại. Tam căn thường trung hạ đều chẳng có cách nào quá giải những chứng nạn và chứng duyên ấy. Tới thế giới cực lạc sẽ chẳng có chướng ngại Ở nơi ấy, mỗi ngày ở cùng một chỗ với a di Đà Phật Quý vị tiếp xúc toàn là chư Phật Như Lai Chư Thượng Thiện Nhân Chúng ta biết những vị Thượng Thiện Nhân là các Pháp Thân Đại Sĩ thuộc 41 địa vị những người quý vị được tiếp xúc Toàn là những người như vậy Vì sao viết toàn bộ đều là thường thiện nhân Chính mình cũng vậy Sinh về thế giới cực lạc Đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát A Duy Diệt Trí Bồ Tát Chính là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ Tuy người ấy chưa đoạn phiền não Khi chưa đoạn sẽ được trí huệ và quay thần của a di đà phật gia trị nên trí huệ thần thông và đạo lực của người ấy chẳng khác a duy diệt trí bồ tát mang ý nghĩa đó đó là pháp khó tin tiếp đó vẫn chưa giới thiệu xong tôn giả đầu đà hạnh đệ nhất ý nghĩa này rất trọng yếu đầu đà giả vạn ngữ dịch sang nghĩa tiếng hán là đậu tẩu hoặc đào thải đậu tẩu là gì khi trên thân chúng ta có tro bụi lắc mình tro bụi bèn rơi rớt vì thế cũng có nghĩa là đào thải dĩ thập nhị hạnh đào thải trần lao việt não mười hai hạnh ấy là khổ hạnh nói thật ra tôn giả đại ca diếp sanh trong gia đình phú quý có địa vị rất cao trong xã hội là con em nhà giàu sang nhưng tu khổ hạnh đại diện cho những người tu khổ hạnh lúc diệt độ đức phật cũng dạy chúng ta lấy khổ làm thầy lấy giới làm thầy tôn giả ca diếp là một tấm gương tốt 12 hạnh Ở đây nói tới 12 hạnh của Ngài Thứ nhất là trụ a lan nhã a lan nhã là tiếng phạn dịch sang nghĩa tiếng hán là tịch tịnh xứ a là vua lan nhã là nơi thanh tịnh, tức là nơi chẳng ồn ào, nơi chẳng bị hoàn cảnh bên ngoài quyến nhiễu, sẽ gọi là lan nhã. Vào thời cổ nói chung, tiếng kêu của động vật là âm thanh lớn nhất, vì nơi Phật hoạt động đều ở ngoài thành. Ngài chẳng trụ trong đô thị Luôn ở núi, rừng, bên bờ sông Những nơi ấy đều là nơi Đức Phật thường du quá Do trong đông thôn xã hội đông nghiệp Nuôi gia súc Tiếng trâu kêu lớn nhất Ngài lấy điều này làm tiêu chuẩn Nơi các ngài ở Không nghe thấy tiếng trâu kêu trong thôn làng cũng rất an tĩnh lấy chuyện này làm tiêu chuẩn đó là trụ lan nhã thứ hai là thường hành khất thực đây là phương cách sinh hoạt của họ mỗi ngày ra ngoài khất thực Thứ ba là thứ đề khất Cách khất thực bình đẳng Nhà này bố thí cúng dường quý vị một ít cơm Không nhất định là đầy một bát Có người chỉ cúng dường chút ít Chẳng hạn cúng dường chừng một muỗng ít xì Chắc chắn chẳng đủ sang khất thực ở nhà thứ hai nhà thứ hai vẫn chưa đủ đến nhà thứ ba đức phật cho phép quý vị khất thực bảy nhà bảy nhà không đủ chẳng thể đến nhà thứ tám đến nhà thứ tám là quý vị có tâm tham nếu một nhà hai nhà đã đủ quý vị chẳng thể đến nhà thứ ba đây là quy củ khất thực phải tuân theo quy củ này khất thực theo thứ tự là bình đẳng thứ tư là nhật trung nhất thực mỗi ngày chỉ có một lần ra ngoài khất thực thứ năm là tiết lượng thực bởi lẽ Phật pháp thật sự là bình đẳng khất thực trong Phật pháp xin được một bát cơm có phải là xin được bèn ăn ngay hay không? Vừa đi vừa ăn, trông không đẹp mắt. Chắc chắn người ta sẽ coi thường quý vị. Sau khi sinh xong, trở về tăng đoàn. Chẳng hạn như cùng tụ tập dưới cội cây. Dồn cơm chung lại, sau đó chính mình cần bao nhiêu Bèn sớt lấy bấy nhiêu Ăn có chừng mực Do vậy Đúng như cổ nhân Trung Quốc đã nói Nhất bác thiên gia phạn Chẳng phải là giả Quý vị thấy Chúng thường trụ trong tăng đoàn Thường tùy chúng 1255 người Kể thêm Thích Ca mâu Ni Phật Thành 1256 người thảy đều ra ngoài khất thực đúng là cơm ngàn nhà khi trở về dồn chung một chỗ lợi quà đồng quân quý vị xin được bát cơm ngon người kia xin được cơm dở hơn một chút gộp chung lại thực hiện lợi quà đồng quân là tăng đoàn lục hòa kính Thứ sáu Quá trung Bất ẩm tương Điều này chẳng thể hiểu là giờ ngọ Vì nếu hiểu là giờ ngọ Sẽ không thích đây Quá trung là sau giữa trưa Nếu hiểu là giờ ngọ thì tại Trung Quốc giờ ngọ từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều Hơn nữa, thời gian giữa trưa mỗi ngày khác nhau phải sai lệch vài phút sai lệch từ 3 đến 4 phút mỗi ngày đều có chênh lệch trước kia dùng nhật quỷ để đo bóng nắng có khi nào là giữa trưa hiện thời thì sao hiện thời đại thiên văn phát hành nhật lịch tức thiên văn nhật lịch Mỗi ngày đều ghi chép rất rõ ràng Giữa trưa ngày hôm nay là mấy giờ, mấy phút, mấy giây Quá trung bất ẩm tương Có thể uống nước Tương là gì? Có chất trầm lắng Như sữa bò Hoặc nói với người Trung Quốc là sữa đậu nành Loại này có chất trầm lắng Nước đường thì được Nước đường chẳng trầm lắng Mật ong pha dưới nước Có thể dùng Sau giữa trưa Hết thảy những thứ trầm lắng Đều không ăn Thứ bảy Trước phấn tạo y Phấn tạo y là gì? Quần áo của người khác đã mặc trách Chẳng cần nữa dứt đi Quý vị nhặt lấy Lượm lấy những thứ nhất định còn có thể dùng Lọc ra Những chỗ đánh nát không thể dùng bèn cắt bỏ Chỗ có thể dùng thì giữ lại Trong tương lai đã gom góp được khá nhiều Bèn chầm từng miếng lại Đó chính là cà sa hiện thời Với những miếng giải nhỏ Thì quý vị phải được y 25 điều miếng lớn thì may y bảy điều hoặc y năm điều vì thế y sau khi may xong phải đem nhuộm màu chẳng nhuộm màu sẽ rất khó coi chất liệu khác nhau màu sắc khác nhau nhuộm cho chúng có cùng màu là được rồi nhuộm thành màu cà phê nên gọi là nhiễm sắc y thứ tám đảng tam y Để ấn độ là xứ nhiệt đới không có bốn mùa chỉ có một mùa nên ba y là đủ rồi buổi tối nghỉ dưới gốc cây ba y có thể dùng làm mền đắp giữ ấm đến sáng khi đi khất thực Khất thực là một môn công khóa trọng yếu Cho nên phải mặc lễ phục Ba y đều phải khoác trên thân Bình thường ở trong đoàn thể Nghe kinh Bèn đắp y bảy điều là được rồi Khi làm việc đắp y năm điều Một cái y năm điều là đủ vì thế, y năm điều được gọi là công tác y, tức quần áo lao động. Thứ chín là trũng gian tòa. Trũng là phần mộ. Đến nơi nào để tọa thiền? Đến bên cạnh mộ phần. Để quý vị thường nghĩ đến cái chết, có thể giúp quý vị buông xuống dạng duyên. buông tham sân si mạng xuống ngài chọn nơi ấy để ngủ thứ mười là thụ hạ túc buổi tối lúc nghỉ ngơi bèn ở dưới cội cây thứ mười một là lộ địa tòa tức ngồi nơi trên mặt đất thứ mười hai là đảng tòa bất ngoại trong Phật môn gọi là Bất đảo đơn Lúc nghỉ ngơi bèn ngồi Tỉnh tòa Chẳng nằm xuống ngủ Dĩ tư khổ hạnh Tảo trừ trần lụy Trần tịnh thân tâm Ca diếp niên lão Bất xả đầu đà Phật mẫn kỳ suy Khuyến mạng hưu tích Ca diếp đầu đà như cố Đến lúc tuổi già Đức Phật khuyên Ngài Chẳng cần tu khổ hạnh như vậy Nhưng Ngài ca diếp vẫn chẳng thay đổi suốt đời tu cổ hạnh nêu gương tốt cho các đồng học mọi người thấy vậy đều vấn chấn tinh thần sốt sắng nỗ lực tu hành phật nại thâm tán dân Hữu đầu đà hành ngã pháp cửu tồn Cố dân đầu đà đệ nhất, do vậy trong duy giáo dạy bảo các đệ tử đời sau, Đức Phật chỉ nói hai câu: lấy giới làm thầy lấy khổ làm thầy giới được đặt vào hàng thứ nhất vì sao không có giới phật pháp sẽ tiêu diệt chứ gì phải biết phật pháp tiêu diệt chẳng phải do không có chùa miếu hay không có kinh phật chẳng phải vậy chùa miếu càng chán lệ giàu có nguy nga hơn nhưng là nơi để ngắm cảnh du lịch vẫn tồn tại kinh điển hãy còn nhưng kinh điển bị các trường học trong thế gian coi như học thuật để nghiên cứu gọi bằng danh xưng đẹp đẽ là phật học quý vị thấy phật pháp đã biến thành phật học còn lại thứ ấy điều gì chẳng có người trì giới chẳng có người cố hành chẳng có phật pháp bèn diệt chúng ta phải hiểu đạo lý này điều gì khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài ai nấy đều trì giới ai nấy chẳng sợ khổ bằng lòng tu khổ hạnh trong cuộc sống bằng lòng chịu khổ một chút tốt lắm vì sao khiến cho chúng ta chẳng tham luyến thế gian này nếu cuộc sống quá giàu có Dư giả Sống rất khá Quý vị chẳng nỡ Rời khỏi thế gian này a di đà Phật duỗi tay Mời quý vị sang thế giới cực lạc Quý vị vẫn thưa với Ngài Có ở đây khá lắm Sợ rằng chẳng kém thế giới cực lạc Quý vị sẽ nghĩ như vậy Chẳng muốn ra đi Do vậy, quý vị thấy Thích Ca Mô Đi Phật thị hiện. Tôn giả Đại Ca Diếp là cổ Phật tái lai. Nêu gương cho chúng ta. Vì sao chúng ta khó đoạn phiền não dường ấy? Rất nhiều đồng tu đã rất cảm cái nói với tôi rất muốn đoạn nhưng vì sao chẳng thể đoạn nổi quý vị chẳng thể chịu khổ nên chẳng đoạn được quý vị chẳng thể trì giới sẽ đoạn không được đơn giản như thế đó vì sao người trước kia đều có thể làm được nhưng nay chúng ta chẳng thể làm người hiện thời học khoa học chú trọng dinh dưỡng ăn uống bèn chú trọng màu sắc hương vị đó là gì mỗi ngày đều tăng trưởng phiền não làm sao quý vị có thể đoạn phiền não được quý vị đã đi theo đường lối trái ngược vì thế quý vị lắng lòng tư duy sẽ biết hiện thời chúng ta tu hành bị chướng ngại chỗ nào do chính mình tạo tác chẳng có người nào khác chướng ngại chính mình thật sự muốn phật pháp hưng dường mà chẳng tuân thủ lời răng dạy của Phật Đà sẽ chẳng có cách nào thành tựu. Vì thế, trong Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa, Lão Cư Sĩ Giang Dị Nông vẫn đề sướng khất thực. Trong quá khứ, tôi giảng Kinh Kim Cang có tham khảo bộ giảng nghĩa của cụ. Hiện thời có thể cất thực hay không? Có thể Nhưng chắc là chẳng thể nào cất thực theo thứ tự được Ở hương cảng, quý vị đi cất thực bảy nhà Sợ rằng chẳng có ai cúng dường quý vị Nếu quý vị đi hết một con đường Có lẽ sẽ gặp được một người Người học Phật ở hương cảng chẳng ít Thật sự học Phật sẽ có Long, Thiên, Thiện Thần, Phật, Bồ Tát Gia Hộ Quý vị sẽ gặp người thiện tâm tới cúng dường quý vị Nói chung phải hình thành một phong khí mới được Sẽ bớt nhiều việc lắm Nhưng chúng ta ở nơi này thuộc dụng ôn đới Chẳng phải là nhiệt đới Ba y chẳng đủ vì thế Phật Pháp truyền tới Trung Quốc Ba y tại Trung Quốc hoàn toàn biến thành lễ phục Người Trung Quốc vẫn mặc y phục của chính mình Áo hải thanh rộng tay chính là y phục đời Hán phật giáo được truyền vào từ đời hán vẫn y như cũ gìn giữ trang phục đời hán điều này rất tốt áo rộng tay to là lễ phục của chúng ta bình thường chúng ta mặc trường quải là y phục đời minh làm việc khá thuận tiện áo hệ thanh đời hán dùng làm lễ phục trong khi làm Phật sự Cũng như trong học tập Về phương diện lễ tiết Chúng ta đắp y Y ấy là y 25 điều Là đại lễ phục Y 7 điều là lễ phục thông thường, bình thường Y ấy là đại lễ phục Khi giảng kinh lên lớp là đại lễ Bàn mặt lễ phục đại lễ khi lại phật là đại lễ bình thường trong sinh hoạt hàng ngày ăn cơm y bảy điều là được rồi tiếp đãi tân khách thì thông thường y bảy điều là được rồi đó là lễ phục chia theo đẳng cấp y năm điều là quần áo lao động nhưng tại trung quốc đã chẳng còn thích hợp chỉ giữ lại làm kỷ niệm Chẳng thích hợp để sử dụng Vì thế Phật Pháp sống động Hoạt bát Trọn chẳng khô khăn Như Tôn Giả Ca Diếp Vì chúng ta thể hiện 12 hành đầu đại Có những điều chúng ta có thể làm được Có những điều không bắt buộc phải làm theo Sống động cũng chẳng chết cứng Nhưng chúng ta phải hiểu dụng ý của Ngài ở chỗ nào Vì sao Ngài phải làm theo cách như vậy Thật sự Quét sạch trần lụy Lắng trong thâm tâm Phương pháp ấy rất có hiệu quả đoạn tiếp theo là dư ưng thâm tỉnh giả chúng ta càng phải nên phản tỉnh sâu xa đại ca diếp tôn giả Tích quyền phật tâm ấn chi thiền tông sơ tổ công án và điển cố này xuất phát từ quyển thứ ba của bộ đại phạm thiên dương vấn phật quyết nghi kinh điển cố niêm hoa di tiếu xuất phát từ kinh ấy phạm dương chí linh sơn đại phạm thiên dương Linh Sơn là núi kỳ xào vật thuộc thành Dương Sa, Dĩ kim sắc bác la qua hiến Phật. Dùng qua cúng dường Phật. Xã thân di tòa. Đại Phạm Dương cũng đến biểu diễn Pháp. Nếu chẳng phải là cổ Phật tái lai Thì tối thiểu Là thập địa Bồ Tát Tức Pháp dân địa Bồ Tát Tới biểu diễn Xã thân di tòa Quý vị thấy thiên dương rất cung kính Đức Phật Thỉnh Phật ngồi trên người ông ta Thỉnh Phật vì chúng sanh thuyết Pháp Đại Phạm Dương chẳng phải là người thường Thế Tôn đăng tọa Đêm qua thì chúng Đức Thế Tôn Cũng cho ông ta được mãn nguyện Liền ngồi đôi chút Chẳng thể ngồi quá lâu Và quá lâu là chẳng thông hiểu dân tình Do có vấn đề tình người trong ấy Nên thời gian càng ngắn càng hay được tỉnh thuyết Pháp Đức Phật bèn dơ cành hoa lên Hoa ấy là gì? Chính là đố hoa do Đại Phạm Thiên Dương cúng dường Niêm hoa thì chúng Đưa lên cho mọi người xem Nhân thiên bách vàng Người chẳng đông lắm Nhưng thiên thần đông đảo Do các ngài theo Đại Phạm Dương đến nơi ấy Tết dài giọng thố Mọi người đều chẳng hiểu ý nghĩa cầm qua của Đức Phật Chẳng ai biết Đọc hữu kim sắc đầu đà phá nhang di tiểu Chỉ có mình tôn giả ca giúp mỉm cười Thế tôn dân Ngô hữu chánh pháp nhãn tàng Niết bàn diệu tâm Thật tướng vô tướng Di diệu pháp môn Phó chúc Ma Ha Ca Diếp Đức Phật trao cành quả ấy cho Ngài Ca Diếp Đây là công án đầu tiên trong Thiền Tông Tôn giả Ca Diếp lộ vẻ mỉm cười Làm gì Ngài đã hiểu rõ, minh bạch, khai ngộ Từ một động tác của Đức Thế Tôn. Ngài bèn đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Về sau Ngài truyền y bác của Thích Ca Mâu Ni Phật Thoạt đầu Thích Ca Mâu Ni Phật Truyền cho Ca Diếp Chẳng phải là y bác Mà là Đó qua cho Đại Phạm Dương cúng dường Đó là công án niêm qua di tiếu Tiếp đó, sách viết Thử tức thế truyền chi niêm qua công án Thế tôn truyền tâm ư ca diếp Di thiền tông sơ tổ Ca diếp tái truyền ư a năng A là nhị tổ Kim thượng thủ trung Tiêu cử đại ca diếp chánh biểu thiền tịnh bất nhị chi thâm ý quý vị xem thấy ý nghĩa biểu thị pháp của ngài Phật giáo truyền tới Trung Quốc thì thích ca mâu ni Phật đã diệt độ một ngàn năm Đức Phật có tiên đoán Ngài nói một ngàn năm sau Khi Pháp hội này truyền đến nước chấn đáng ở phương Đông Chấn đáng là Trung Quốc Trong Pháp dần của Đức Phật Đức Phật đã nói chánh Pháp là một ngàn năm Tượng Pháp một ngàn năm Mạc Pháp một dạng năm chánh pháp giới luật thành tựu người có thể trì giới sẽ có thể chứng quả thời tượng pháp trì giới không được căn khí của con người chẳng tốt đẹp như trước kia phải tu thiền định vì thế một ngàn năm trong thời kỳ tượng pháp là thiền định thành tựu Bạc Pháp một dạng năm Tịnh độ thành tựu Đức Phật nói lời ấy trong Kinh Đại Tập Phật Pháp truyền tới Trung Quốc Nhằm đúng một ngàn năm Sau khi Đức Phật diệt độ Bắt đầu thời tượng Pháp Tượng Pháp là thiền thành tựu Nên thiền tông hương dượng tại Trung Quốc Đúng là một ngàn năm Thiền tông Trung Quốc vượt trội Ấn Độ rất nhiều. Do vậy, nhiều người tu thiền, đông đảo người ngưỡng mộ thiền. Phong khí thiền học rất hương thịnh. Cũng có kẻ hiểu biết thiền tông nửa giờ Số ấy càng đông Những kẻ ấy càng kiêu căng ngã mạng Không chỉ coi thường tịnh độ Ngay cả giáo hạ cũng không để mắt vào Toàn là nảy sanh hiểu lầm Nhưng trong xã hội đã tạo thành ảnh hưởng trái nghịch Phải làm thế nào để hưng khởi pháp môn thù thắng như vậy Hồng thật sự lợi ích chúng sanh Vì vậy các vị tổ sư đại đức thiền xảo phương tiện Quý vị thấy bao nhiêu vị giống như Vĩnh Minh Duyên Thọ đã làm như vậy Trước hết Ngài tham thiền đại, đại triệt đại, đại ngộ Minh tâm kiến tánh trong nhà thiền Rồi quay về tu tịnh độ Sự thị hiện ấy nhằm dùng ý gì? Biết có rất nhiều kẻ học thiền chẳng thể thành tựu. Quý vị quay về tu tịnh độ sẽ có thể giảng sanh, chắc chắn thành tựu. Cho nên Ngài mới nói hữu thiền hữu tịnh độ do như đới giác hổ. Câu này nhằm khuyên lên người học thiền. Chẳng phải dành cho người tu tịnh độ. Tu tịnh độ lại muốn tập thiền, Quý vị sai mất rồi Thầy tu thiền chẳng thể thành tựu khuyên họ Họ chẳng tiếp nhận không chịu nghe Vì thế đó quý vị đã có thiền Lại còn thêm tịnh độ càng hay hơn Phương tiện thiền xảo như vậy Để dẫn dắt, tiếp dẫn kẻ ấy Mang ý nghĩa như thế đó Vì thế người tu tịnh độ Quý vị đã tu tịnh độ Cho nên đi theo đường dòng nếu học thiền là trật rồi Mật ý ở chỗ này Nhất định phải hiểu Chẳng phải là những vị tổ sư Đại đức xưa kia kiếm chuyện quyền phức Bảo quý vị phải học hai pháp môn Ta thâm nhập một môn Quý vị phải hiểu đạo lý này Phải hiểu lời ấy tổ sư dùng để nói với ai Chẳng phải là nói với chúng ta Ngàn muôn phần đừng nên thấy chư tổ dạy người khác thứ gì Chúng ta bèn vớ lấy để dùng làm rồi Chẳng thích hợp cho chúng ta Thật sự hiểu rõ cái gọi là thiền tịnh bất nhị Khăng khăng một mực một câu Phật hiệu niệm đến cùng Thật vậy Thích Ca Mâu Ni Phật bảo một câu a di đà Phật Là vô thượng thẩm thâm di diệu thiền ngày hôm nay đã hết thời gian rồi chúng ta học tập tới đây